Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món cá ngừ kho khóm. Để làm cái món này thì đây mình chuẩn bị 700g cá ngừ. Và đây mình dùng loại cá ngừ bò nhé. Cá ngừ thì nó có nhiều loại lắm các bạn. Bạn nào thích ăn loại nào thì mình dùng loại đó nhé. Và mình dùng vài cọng hành lá, 3 củ hành tím và vài trái ớt nữa. Và đây là nước dừa mình dùng khoảng nửa lít. Và đây mình dùng một trái khóm nặng 350g. Nước mắm thì mình sẽ dùng khoảng 6 muỗng canh và 3 muỗng canh đường, 1 ít hạt nêm, 1 ít muối, 1 ít tiêu và 1 ít ớt bột. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ xắt khóm ra. Ở miền Nam mình thì hay gọi là khóm, còn ở miền Bắc thì mình thấy các bạn hay gọi là quả dứa. Mình sẽ cắt miếng vừa ăn nha. Mình cắt cái độ dày khoảng chừng 1cm là được rồi. Khóm sau khi mà mình đã cắt ra xong rồi mình cho vào trong cái tô. Tiếp theo là mình sẽ ướp vào 2 muỗng đường. Mình chừa lại 1 muỗng nha, để chút mình làm cái phần nước màu á. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều rồi mình ướp khoảng 10 đến 15 phút để cho cái phần đường này nó ngấm vào trong khóm á. Rồi chút nữa mình sẽ đem đi rim. Củ hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Rồi ớt thì mình sẽ xắt nhuyễn. Mình xắt 2 trái thôi. Còn những trái còn lại thì mình sẽ để nguyên trái thì mình cho vô luôn để nhìn cho nó đẹp đó. Các bạn nào mà ăn cay hơn mình có thể sắc ớt nhiều hơn nữa cũng được. Phần gốc hành lá thì mình sẽ đập dập. Sau đó mình sẽ sắc nhuyễn. Phần gốc thì mình sẽ ướp vào cá, còn phần lá thì khi mà mình nấu xong thì mình sẽ rắc vô sau. Mình để phần gốc qua một bên nha. Phần lá thì mình cũng sẽ sắc nhuyễn luôn. Đến phần cá thì mình sẽ cho ra ngoài một cái tô. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ướp cá. Mình sẽ cho vào hạt nêm, ớt bột, tiêu, muối và một ít đường. Mình sẽ cho vô khoảng nửa muỗng canh nước mắm. Thế là mình sẽ cho vào gốc hành lá băm nhuyễn. Cho vào hành tím băm nhuyễn luôn. Rồi mình cho ớt vô nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Trộn đều cho cá thấm với gia vị, sau đó mình sẽ ướp khoảng 10 đến 15 phút. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi chiên cá nhé. Ở đây mình sẽ cho mỡ heo vô trong cái chảo nè. Mình chiên bằng mỡ để cho con cá của mình nó béo hơn á. Và ngoài ra các bạn cũng có thể dùng dầu ăn để mình chiên cũng được. Rồi phần mỡ nó nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vô mình chiên thôi. Mình chiên cho hai mặt cá nó vàng đều hết là được. Và lúc chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi. Và bây giờ mình sẽ trở cá nhé. Mình chiên cho nó vàng thế này nè. Mình chiên cho cái mặt dưới nó vàng nữa thì mình sẽ gấp ra. Rồi cá mình chiên vàng như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ rim khóm. Mình sẽ cho khóm trong cái chảo. Và mình sẽ cho vào khoảng 50ml nước dừa. Rồi bật bếp lên. Mình sẽ rim với lửa nhỏ thôi. Phần khóm thì mình rim khoảng 5 phút là được rồi. Ở đây thì khóm của mình nó ngọt đó, cho nên là mình cho ít đường. Còn bạn nào mà dùng loại khóm mà nó hơi chua thì các bạn có thể tăng cái lượng đường lên nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi mình bắt lên bếp một cái nồi để mình bắt đầu mình kho cá nhé. Đó mình sẽ cho mỡ vô. Các bạn có thể dùng mỡ heo hoặc là dầu ăn cũng được. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vô một muỗng canh đường. Đây là mình làm cái phần nước màu á. Mình thắng nước màu ở nhà như thế này các bạn, thì khi kho cá thì nó sẽ ngon hơn là mình dùng cái loại nước màu mà pha sẵn. Rồi phần đường của mình đã chuyển sang màu vàng nâu rồi. Giờ mình cho cá vô thôi. Mình chở cá đều như thế này. Và lúc mà đường vàng rồi thì các bạn nên nhớ là mình sẽ tắt bếp. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước dừa vô. Mình đổ vào 450ml nước dừa còn lại nhé. Mình nấu cho cái phần nước này nó sôi lên. Ở đây là cái phần hành với ớt khi nãy mình ướp cá đó các bạn. Nó còn ở trong tô này, giờ mình sẽ cho trong cái nồi kho này luôn. Cho nó thơm á. Nước đã sôi lên rồi, giờ mình sẽ cho nước mắm còn lại vô hết luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho khóm vô luôn. Rồi mình trộn đều lên. Khi nước sôi lên theo đó mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Rồi mình kho cho đến khi nào cá của mình nó chín là được.
Rồi cá mình kho đã chín rồi, bây giờ mình kho cũng khoảng 20 phút đó. Và các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Và cuối cùng là mình sẽ cho ớt và hành lá vào. Và rất là thơm luôn á. Mình cho ớt với hành vô là nhìn cái nồi cá kho của mình rất là hấp dẫn luôn á. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc múc ra ngoài cái dĩa rồi mình bắt đầu mình ăn cơm thôi. Đây mình sẽ cho cá ra ngoài dĩa. Các bạn nhìn cái khứa cá của mình có một cái màu đỏ nâu rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một ít rau này các bạn. Đây là rau keo neo rất là non luôn. Và rau cải nè, và rau dắp cá nữa. Các bạn có thể ăn kèm các loại rau sống mà mình yêu thích. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một chén cơm trắng này. Cơm mình nấu vừa chín xong còn nóng hổi luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn cơm thôi. Rồi mình sẽ vẽ cái khứa cá này ra. Để các bạn nhìn cái màu khứa cá của mình nè. Mình kho với nước dừa đó cho nên là có cái màu rất là đẹp luôn. Wow, thịt ở bên trong rất là chắc luôn nha. Cái phần thịt cá thì mình ăn nó rất là chắc luôn các bạn. Tại khi mà mình ướp gia vị á thì gia vị nó đã thấm vô trong cái phần thịt cá nè. Các bạn nhìn cái miếng cá nè. Cái miếng thịt cá nó mỏng như thế này nhưng mà mình ăn cái phần thịt đó nó chắc nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm nhé. Rất là ngon luôn. Cái nước này các bạn rất là đậm đà luôn á. Mình nấu ở nhà thì các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị ăn của mình. Bây giờ mình sẽ ăn với lá cải nha. Mình gấp nó lại như thế này và chấm vô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ăn kèm với dưa leo nữa nè. Rồi bây giờ để mình ăn thử cái phần khóm này đi. Cái nước các bạn nó rất là đậm đà và nó không có bị chua nhé. Và nó có cái mùi thơm của khóm rất là thơm luôn. Khóm thì mình ăn nó mềm nè. Và rất là thơm. Cái mùi nó thơm lắm. Không có mùi khóm nè. Rồi cái vị thì mình ăn thấy nó hơi mặn mặn ngọt ngọt nè. Chua nhẹ thôi chứ không có chua lắm. Rất là ngon luôn. Rồi mình sẽ ăn cái lá keo nèo này các bạn. Cái keo nèo này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Nó rất là non luôn, các bạn nhìn mình bẻ ra nó gãy nè. Rồi mình chấm vô. Nhưng mà mình chấm với lại cái nước kho này thì mình thấy cái hương vị nó hơi lạ. Đây ăn tiếp phần thịt cá nè. Thịt cá rất là đậm đà luôn nha. Lâu lâu thì mình đổi món, mình ăn cái món cá ngừ như thế này á các bạn. Để cung cấp thêm chất cho cơ thể. Mình ăn cái món cá kho như thế này thì các bạn nên bẻ nhiều nhiều rau sống á mình ăn kèm để cho nó thơm ngon và nó không có bị ngán nữa. Mình sẽ ăn được rất là nhiều cơm luôn. Rau cá thì ăn nó thơm thơm nè, vị hơi chua chua. Đây, các bạn có thấy cái món cá ngừ kho khóm của mình có đơn giản và lại dễ làm không nè? Rất là đơn giản luôn nha. Và ở đây thì mình kho với lại nước dừa. Còn những bạn nào mà mình không dùng nước dừa thì mình có thể dùng nước bình thường cũng được. Nhưng mà khi mà mình kho với nước dừa thì cái vị ngọt nó rất là thanh luôn. Và khi mà mình kho ra thì cái màu cá của mình có một cái màu đỏ nâu rất là đẹp. Và cái phần nước cá của mình á, khi mà mình ăn á thì mình thấy nó hơi cay cay chứ không có cay lắm. Còn những bạn nào mà ăn cay nhiều hơn mình có thể cho ớt nhiều vô để cho nó cay cay ăn cho đã. Và các bạn ơi, video làm món cá ngừ kho khóm của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nhé. Nếu các bạn mà có thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!